học bổng Swim for Dream đã tạo động lực cho các bạn sinh viên, nhất là các bạn sinh viên được nhận học bổng, và đặc biệt là buổi giao lưu với đại diện ban giám đốc, ban lãnh đạo công ty, thì các bạn sinh viên đã được chia sẻ về định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Có thể là sau cái buổi chia sẻ này, các bạn sẽ lên kế hoạch trang bị cho mình những cái kiến thức sau khi tốt nghiệp, các bạn ra trường, các bạn đi làm, các bạn sẽ không khỏi bỡ ngỡ. Có thể là một vài bạn nào đó sẽ trở thành nhân viên của tập đoàn Nam Long sau này. Dạ, em tên là Trâm, đến từ trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại em là sinh viên năm tư. Hôm nay sau buổi chia sẻ của tập đoàn Nam Long cũng như là buổi lễ trao học bổng Swim for Dream thì em cảm thấy rất vui cũng như là cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi mình được nhận những lời chia sẻ từ kinh nghiệm của các anh chị cũng như là có những cái bài học để mình chuẩn bị cho hành trang tiến vào tương lai.